Đại Phục Hành còn gọi là Điện Long, chúng chẳng có thần thông nhưng độc hại người. Tuy nhiên hại người nhưng chịu cảm hóa của Phật Pháp mà làm thần hộ Pháp. Phạm là người có tâm đố kỵ, đời sau sẽ chiêu cảm làm loài này. Hoàng hậu của vua Lương Võ Đế vì sinh tâm đố kỵ, cho nên sau khi chết, đoạn làm đại mãng xà. Vị ma hầu la giả vương thứ nhất tên là Thiện Huệ, vì vị này có trí huệ thiện, lại có trí thức thiện, nên được tên này. Vị ma hầu la giả vương thứ hai tên là Thanh Tịnh Oai Âm, vì âm thanh của vị này không những có oai lực mà còn thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị ma hầu la giả vương thứ ba tên là Thắng Huệ Tràng Nghiêm Kế, vì vị này có trí huệ thủ thắng, lại có diệu kế trang nghiêm nhiều thứ báu, cho nên được tên này. Vị ma hầu la giả vương thứ tư tên là Diệu Mục Chủ, vì mắt của vị này rất vì diệu và trang nghiêm mỹ lệ, thành chủ của ngũ quan, cho nên được tên này. Vị ma hầu la giả vương thứ năm tên là như đăng tràng vi chúng sở quy, vì vị này thường phóng quang minh, giống như đèn sáng mà thành tràng, làm chỗ quy y và ngưỡng vọng cho đại chúng, cho nên được tên này. Vị ma hầu La Già Vương thứ sáu tên là Tối Thắng Quang Minh Tràng, vì vị này có tràng báo thủ thắng nhất và sáng nhất. Tràng báo này giống như lưới la tràng cùng điện trời đế thích. Ánh sáng này chiếu ánh sáng kia, lỗ này thông với lỗ kia, trùng trùng vô tận, cho nên được tên này. Vị ma hầu La Già Vương thứ bảy tên là Sư Tử ức vì tâm của vị này khoan hồng đại lượng như tấm lòng của sư tử nhẫn được việc khó nhẫn cho nên được tên này. Vị ma hầu la già vương thứ 8, tên là Trúng Diệu Trang Nghiêm Âm. Vì âm thanh của vị này thanh tào hòa nhã, rất êm tai, dùng tất cả rượu bóng để trang nghiêm cho nên được tên này. Vị ma hầu la giả vương thứ 9, tên là Tu Di Kiên Cố. Vì thân thể của vị này rất cao, kiên cố như núi Tu Di cho nên được tên này vị ma hầu La Giả Vương thứ 10 tên là Khả Ái Lạc Quang Minh, vì trên thân của vị này phóng ra một thứ quang minh, khiến cho người thấy được sinh tâm vui thích đáng ưa, cho nên được tên này. Có vô lượng ma hầu La Giả Vương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều siêng năng tu tập, phương tiện rộng lớn, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn cắt đứt lưới ngu si. Bởi vị la là...